Tiếp theo, cái người, một hành giả đi tu mật tông, đi vào đời, có cái tâm chân thật và tình thương, cái hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Ba cái đoạn đường này ít có người thấy được, không thấy được họ. Tại vì họ dựng cái tướng phàm phu là phần nhiều. Cái mật tông này nó không phải giống như những tông phái khác. Nó có một cái tiêu chuẩn dạy người. Thiền tông hoặc Tịnh độ tông thì không có, nhưng mật tông nó có một tiêu chuẩn rất rõ ràng. Cái người thầy muốn trao pháp cho người mật, cho một người đệ tử đó, nhìn cặp mắt, nhìn cái trán, nhìn cái lỗ tai, nhìn cái lỗ mũi, nhìn cái tướng đi, nhìn mới dạy được. Đó là lời di chúc của Ngài Đại Nhật. Trong cái chánh văn, lúc đó Đức Thế Tôn dạy tất cả đại hội rằng: nay các ngươi chớ nên bung lung đối với pháp môn này. Nếu chẳng biết căn tánh thì chẳng nên trao truyền cho người khác, trừ đệ tử của ta có đủ tướng tiêu biểu. Nay ta nói các tướng đó, các ngươi nên nhất tâm để mà lắng nghe, đủ tiêu chuẩn để học mật tông. Nếu chúng sanh nào là đệ tử ấy có một cái điểm lành, người ấy cầu thắng sự. Cái chữ thắng sự đây là cầu thành trụ cái việc làm, thành trụ cái chân tâm. Có tuệ duy tế là có cái trí tuệ ẩn tàng sâu kín bên trong mà người đệ tử không khai mở được, người thầy phải khai mở cho, mà người thầy phải nhìn người đó có trí tuệ mới được. Thường nhớ nghĩ ân đức, cái người đó có một cái tâm chân thật, có một cái tâm nhớ những người ân mình, những người có trí đức mình thấy được. Sanh tâm khát ngưỡng là sanh cái tâm tín ngưỡng, sanh cái tâm trân trọng, sanh cái tâm hết sức là cung kính. Nghe pháp mà trụ nó hoan hỷ, mặc dù người đó gặp nhiều nghịch cảnh khó khăn, nhưng mà nghe được cái pháp rồi, cái tâm rất hoan hỷ. Tại vì sao? Đầu tiên là trân trọng một người thầy hết sức tín ngưỡng. Rồi khi nghe người thầy dạy pháp, giảng pháp, thì trong cái tâm rất hoan hỷ, vui mừng. Tướng của người đó trắng xanh hay là trắng bạch, của người đó phải có trắng xanh hay là trắng bạch. Đầu rộng, cổ dài, trán rộng và bằng, có tiêu chuẩn rõ ràng. Đầu rộng, trán dài,
mũi dài thẳng, mặt tròn đầy, đoan nghiêm cầu đối người Phật tử như thế, phải nên trao truyền họ mới được. Đó, đây là tiêu chỉ của Ngài Đại Nhật nói ra để học mật tông. Các con có đủ tiêu chuẩn đó không? Có đủ tiêu chuẩn đó để học mật tông không? Để xong giảng không? Khi ấy tất cả các vị đủ quy đức đều nhớ kỹ và sanh tâm rất vui mừng khi được nghe giảng của mật tông. Thì đủ quy đức rồi, sanh tâm phải vui mừng. Đại hội nhất tâm tuân giữ là nói với đại chúng phải tuân giữ những luật này, rồi làm pháp cúng dường rộng lớn, cúi đầu lại trước chân Phật. Cung kính chắp tay và thưa rằng, chúng con chỉ nguyện đối với giáo pháp này, Phật điển này, nổi câu gia trì cứu đời, khiến cho pháp nhãn mở đường, đến cùng khắp nơi trụ lâu ở thế gian. Lúc đó Đức Thế Tôn nói câu chân ngôn gia trì: môn này đó. Một tiêu chuẩn để người học cái mật tông này của Kinh Đại Nhật này, các con ngồi đây nghe coi, trong cái tâm mình có đủ tiêu chuẩn đó không? Trong kiếp này không? Mình làm sao trong kiếp này mình đủ cái tiêu chuẩn đó đây? Khi Phật nói ra cái kinh này, tất cả các vị Trì Kim Cang và các Bồ Tát thượng thủ cao cấp như Phổ Hiền nghe điều Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận ra và tuân hành. Có xứng đáng không? Mình không trân trọng người thầy, làm sao mình học được kinh này thì mình tội lỗi không? Phẩm này là phẩm khuyên nhủ dặn dò. Đức Phật dặn các Bồ Tát chớ quá tự do trong việc truyền pháp và phạm lỗi. Phúng túng ở đây nghĩa là mật giáo của Đại Thừa không được tự tiện trao truyền vượt quá phép tắc. Phép tắc là phải trụ nơi cái chữ tâm mà làm Phật sự để được lợi mình và lợi người. Nếu chẳng theo cái quy luật đó, tức là phạm lỗi phúng túng vì trao truyền không đúng căn cơ, làm tổn thương đến căn lành người khác. Bởi vậy nên kinh trước có nói: người có trí được nghe liền có thể tin hiểu, người vô trí thì sanh nghi ngờ, tức là vĩnh viễn mất lợi lạc lớn cho cái bản thân người đó. Bây giờ các con đứng lên, thấy mình không đủ tiêu chuẩn, mình đứng ra khỏi đạo tràng. Đứa nào cảm thấy trong tâm mình không đủ tiêu chuẩn đứng ra khỏi đạo tràng? Tại sao trước khi giảng Ngài Đại Nhật đưa ra một cái tiêu chuẩn như vậy?
Ai chịu trách nhiệm cái này? Ai có lợi cái này? Ai là người lợi? Tại sao mật giáo mà nghe kinh phải có tiêu chuẩn đó? Cái tâm không đúng tiêu chuẩn đó mà ngồi nghe thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ngài Đại Nhật, tổ của mật tông. Trong tất cả tông phái, mật tông là tông phái được truyền bá trong sự ẩn mật quyền bí. Vì sao? Mật tông lấy động trở về tịnh. Phần đông các đạo sư mật thông thị hiện ở trong các tướng bình thường như mọi người để dẫn đưa người vào đạo. Lấy cô đơn làm bạn lữ, lấy khó khăn làm thành tựu, lấy thiền định làm cuộc sống. Một đạo sư có ba tiêu chuẩn: lấy khó khăn làm thành tựu, lấy cô đơn làm bạn lữ, lấy thiền định làm cuộc sống. Người thầy đó lấy ba cái tiêu chí đó vào cái người học trò đó cũng phải lấy ba tiêu chí đó để vào. Nếu muốn học một cái triết lý của mật tông thì phải vậy. Những người hành giả mật tông đi vào đời với cái tâm vô ngã, vô pháp, ẩn mình trong cộng đồng, hành đạo vi mật, ít người biết rõ, mong cầu không ai biết mình. Đi vào một cuộc đời với tâm vô ngã, người biết rõ, mong cầu không ai biết mình, nên ẩn kín trong cái tướng phàm phu hành mật hạnh. Những người khác chỉ dùng cái tình thức phân biệt, không bao giờ hiểu được họ, họ là ai. Chỉ có người mắt trí tuệ mới nhìn được họ. Vì sao? Vì họ mặc áo giấy làm vào cuộc đời. Vì họ hành tất cả các tướng thuận nghịch thô bạo như thế nhân, phàm phu, nhưng hằng hành cái chân thật và tình thương với cộng đồng. Nhìn thế nhân như vậy, nụ cười này không phải là một nụ cười khinh dễ, mà nụ cười trong cái tâm chân thật và tình thương với cộng đồng. Biết tình đời nóng lạnh, với đôi mắt trí tuệ sáng suốt kiên cố như kim cương, nhận rõ mọi vọng nghiệp của con người, thấy rõ căn cơ chủng tánh, tìm mọi phương thế đưa họ ra bằng cái tâm thanh tịnh của chính họ. Không sợ sợ tiếng đời khen chê phỉ báng, gạt ngoài tai hết mọi cái thế luận thị phi, dư luận thuận nghịch tự tại vô ngại trước các pháp. Đó là tông chỉ của người hành giả tu mật tông. Người hành giả đó mặc áo giải có nghĩa là lăn lộn cuộc đời trong thế tục bằng cái tâm vô ngã, vô pháp đối với cộng đồng, vì cái tâm
chân thật và tình thương. Họ vào đời để ứng dụng cái trí tuệ của cái pháp giới trí của họ đạt được. Vì vậy, một hành giả của Mật Tông hết sức quan trọng. Đó là một tiêu chí của người học đạo. Người hành giả có cái tâm không trong sáng, cái tâm không chân thật thì khó mà thành công, dễ bị chúng lôi kéo. Mình duyên theo pháp lúc nào không biết. Người nào trải qua trạng thái này rồi mới có cảm nhận được điều này. Bằng không, không rõ tại sao lại cười trong đau khổ vậy. Chưa trải qua thì vẫn cười, mà vẫn cười ở bên trong đau khổ. Nụ cười là nước mắt khô, không biết được. Thật ra nụ cười đây là tiêu biểu cho sự quan hỷ bất động trước mọi cái vô minh phiền não. Do tất cả chúng ta quá chấp trước đem đến cho chúng ta. Nếu chúng ta không chấp, không phân biệt, thì bằng cái tâm quan hỷ thì hiện khéo họ ra khỏi cái biển sanh tử khổ đau, mà nào ai biết được đâu. Đó. Bởi vì cái cuộc đời của một con người quá khổ đau mà không biết được. Tại sao? Vì họ không có cái tầm nhìn bằng trí tuệ của chính mình, không có quay lại của chính mình để xem. Khi cái vọng tưởng nó khởi lên, chạy theo cái vọng tưởng đó rồi ứng dụng ra, thì gặp nhiều khó khăn nghịch cảnh, phải đau khổ, nước mắt phải tuôn tràn. Đó. Một người hành giả Mật Tông đi vào đời phải hiểu cái đó. Ngồi đây nghe, nhưng mà có hiểu được cái đó không? Có xứng đáng để học cái này không? Bởi vậy, Mật Tông là một vị đạo sư ẩn trong một cái bí mật của cuộc hành trình của họ. Nếu chúng ta không có cái tâm cung kính chân thật và tình thương với họ, thì chúng ta sẽ lãnh nghiệp ngay. Vì sao? Vì họ là sứ giả của Ngài Đại Dực, đại diện cho Ngài để truyền pháp bí mật này. Nếu chúng ta cảm thấy không đủ tiêu chuẩn, chúng ta không nên tham gia vô. Tham gia vô sẽ lãnh nghiệp, vì con đường đi nào nước mắt cũng rơi hết. Con đường đi nào nó cũng thăng trầm hết. Con đường đi nào nó cũng gặp nhiều nghịch cảnh hết. Đó.
Mật tông là người trực chỉ đi vào chân tâm và trí tuệ. Mà người học muốn học cái đó phải chấp nhận cái gian khổ mới vào được. Phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng sống bằng chân thật và tình thương mới vào được. Vì nó là con dao hai lưỡi. Bắt buộc phải đi vào đời để ứng dụng. Mà vào đời, cái tâm không tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác và giác ngộ được thì gặp tai nạn, gặp phiền não, đau khổ. Đó là một người hành giả. Hành là tu, giả là người. Người tu mật tông phải chấp nhận như vậy. Hôm nay xong giảng cái tiêu chuẩn này cho thấy rồi và giải thích rồi. Cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm không rộng lớn, cái tâm ích kỷ quá mức, không cách nào học được cái lộ trình này hết tất cả. Các vị sứ giả đi vào đời chấp nhận tất cả nghịch cảnh, hành giả, tướng của đời, nhưng không kẹt cái danh tướng của đời. Người thường không thể nào biết được, vì lấy cái tâm phân biệt để nhận đúng sai, phải quấy thương ghét thì sai. Người tu mật tông học kinh này có thể khai mở và hiểu được những cái mật hạnh của chư Phật và Bồ Tát hóa thân. Ngộ được cội nguồn cái bản tâm thanh tịnh chính mình và thành tựu được cái trí dụng, gọi là sai biệt trí để làm lợi lạc cho cộng đồng. Đó là người tu theo đường lối của mật tông, theo của Kinh Đại Nhật. Bởi vậy, Ngài đưa ra một cái tiêu chuẩn, nếu chúng ta không xứng đáng, không nên nghe và không nên học. Tất cả nếu không giả dối cái tâm mình thì mình sẽ lãnh nghiệp ngay.